Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Văn học nghệ thuật. Thưa quý vị và các bạn, nhiếp ảnh là môn nghệ thuật có sức lan tỏa rất lớn, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Thời gian qua, với vai trò người thư ký trung thực của thời gian, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã không ngừng tìm kiếm, ghi lại vẻ đẹp của đất và người Lào Cai để giới thiệu tới công chúng. Đặc biệt trong thời đại công nghệ số như hiện nay, khi những tác phẩm ảnh được đăng tải và chia sẻ rộng rãi qua mạng xã hội, công chúng dễ dàng được thưởng lãm vẻ đẹp của quê hương Lào Cai qua góc nhìn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Tác giả Huy Thức là thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh đầu tiên của Lào Cai. Ông nguyên là bộ đội chiến đấu tại mặt trận Tây Nguyên. Sau khi xuất ngũ, ông trở về làm công tác mỹ thuật và nhiếp ảnh tại thành phố Nam Định. Một cơ duyên đặc biệt đã đưa ông đến với Lào Cai, và ở vùng đất biên cương này, ông tiếp tục gắn bó với nhiếp ảnh. Cách đây hơn 20 năm, tác phẩm Duyên Quê của ông chụp chân dung thiếu nữ Tày ở Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên đã đi vào lịch sử. Khi đó là tác phẩm nhiếp ảnh đầu tiên của tỉnh đạt giải cao nhất khu vực. Tôi đến Nghĩa Đô từ năm 1998. Đấy là lần đầu tiên tôi đi tại Nghĩa Đô này và sáng tác phản ánh về con người đất nước của Nghĩa Đô của Bảo Yên. Và nó cũng là sự may mắn tôi được huy chương vàng trong bức ảnh Duyên Quê. Từ đó đến nay là 24 năm. Giờ đây, ở tuổi gần 80, nhưng nhiếp ảnh gia Huy Thức vẫn giữ trọn đam mê với nhiếp ảnh. Làm công việc phóng viên ảnh của tạp chí Phan Xipang, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, bất cứ khi nào có điều kiện, ông vẫn lên đường đến nhiều địa phương trong tỉnh để lưu lại vẻ đẹp của thiên nhiên, con người. Những chuyến đi đã cho ông nhiều bức ảnh đẹp cùng những trải nghiệm thú vị. Cứ đi là có ảnh. Ở đâu ông có mặt là những hình ảnh đẹp được ghi lại. Công tác tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai với nhiệm vụ chuyên môn là trưng bày, tuyên truyền, tác giả Nguyễn Mạnh Cường có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiếp ảnh. Thông qua việc sưu tầm và trưng bày hình ảnh để truyền tải đến người xem, Nguyễn Mạnh Cường cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp trong những tác phẩm ảnh. Chính điều đó đã dần tạo cho anh sự yêu thích, đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật. Bởi thế mà, dù đến với nhiếp ảnh khá muộn, nhưng anh vẫn sôi nổi khám phá và chinh phục. Thưởng thức các tác phẩm ảnh của tác giả Nguyễn Mạnh Cường, người xem dễ thấy sự đa dạng trong những đề tài sáng tác của anh, từ ảnh thiên nhiên, phong cảnh, ảnh cuộc sống đời thường, lao động sản xuất hay hoạt động văn hóa của đồng bào các dân tộc Lào Cai. Điều thú vị là dù chụp đề tài nào, tác phẩm của anh đều toát lên vẻ đẹp tự nhiên, bố cục hài hòa, hấp dẫn và mang nhiều cảm xúc. Khai thác được cái đời sống văn hóa, bởi vì chính cái đấy nó cũng làm nên cái hồn cốt của cái công tác, của cái nhiệm vụ của tôi là làm công tác chuyên môn bảo tàng, muốn gợi mở, muốn bảo tồn, muốn bảo lưu, cái rồi muốn truyền tải những cái thông điệp để cho người ta cảm nhận được cái đa sắc màu của văn hóa Lào Cai nó như thế nào đến công chúng. Cũng công tác tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai, công việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn văn hóa đã đưa tác giả Dương Toàn đến với nhiếp ảnh như một lẽ tự nhiên. Anh đi nhiều, gặp nhiều khoảnh khắc đẹp về thiên nhiên, về con người và văn hóa Lào Cai, nên anh muốn ghi lại tất cả. Những bức ảnh của anh đều hết sức tự nhiên, rạng rỡ và ý nghĩa. Không chỉ khiến người xem thích thú mà còn mang lại cảm xúc tự hào và lòng yêu quê hương Lào Cai mến thương. Với niềm đam mê dành cho nhiếp ảnh và sự nỗ lực học hỏi,
Dương Toản đã gặt hái được những thành công khi anh có 3 tác phẩm đạt giải thưởng văn học nghệ thuật và cuộc thi ảnh đẹp do báo Lào Cai tổ chức. Cùng với đó là hàng chục tác phẩm được vào vòng triển lãm tại các cuộc thi do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Mong muốn là trong cái thời gian tới là sẽ tiếp tục là đam mê, tiếp tục là sáng tác và cho ra được nhiều những các cái tác phẩm để cho công chúng là chiêm ngưỡng, cũng như là để những các cái tổ chức khác họ có du khách đến để họ xem, họ thấy rằng là họ muốn được tìm hiểu cái văn hóa này, thì họ thông qua những cái bức ảnh này họ cũng có thể là một cái cơ sở để họ tìm hiểu, để họ muốn được đến trải nghiệm. Thảo Minh Tâm là nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh duy nhất của Lào Cai hiện tại. Sinh ra và lớn lên ở Sapa, yêu mến và tự hào về cảnh sắc thiên nhiên của quê mình, chị đã dành thời gian chăm chút cho đam mê nhiếp ảnh, để rồi gửi gắm trong đó tình yêu với quê hương mình. Ban đầu, Thảo Minh Tâm chỉ đơn giản là cần có một chiếc máy ảnh để lưu giữ lại những phong cảnh, khoảnh khắc mình cho là đẹp. Thế rồi cái đẹp được nâng tầm thành nghệ thuật bằng chính gu thẩm mỹ của người cầm máy. Là phụ nữ, chị đã gặp không ít khó khăn trở ngại khi gắn bó với nghệ thuật nhiếp ảnh. Nhưng ở nữ nhiếp ảnh gia này, đam mê chưa bao giờ ngừng cháy. Đam mê và sự trau dồi nghiêm túc đã giúp Thảo Minh Tâm gặt hái được một số thành công trong nhiếp ảnh. Năm 2019, chị đã giành huy chương đồng khu vực miền núi phía Bắc. Năm 2020, đạt giải C Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Và chính mảnh đất Sapa tươi đẹp đã tạo cảm hứng và cơ hội cho Thảo Minh Tâm sáng tạo nên những tác phẩm ưng ý. Khi mình bắt đầu mình vào chơi nhiếp ảnh này là mình có cái suy nghĩ rằng là mình tất nhiên là Sapa đẹp rồi. Nhưng mà mình có cái suy nghĩ là mình sẽ chia sẻ những cái góc chụp, chia sẻ những khoảnh khắc, chia sẻ những cái kinh nghiệm về thời tiết cho những bạn bè ở khắp cả nước, người ta về đây người ta chụp. Và điều đó thực sự là đã làm được. Bởi vì mình cũng đã có một hẳn một cái trang ảnh để mình chia sẻ, đó là trang Lăng Kép Sapa em Tây Bắc ấy, để chia sẻ thông tin rồi chia sẻ các góc chụp. Và đến bây giờ, ngày trước thì bạn bè đến thì nhờ mình dẫn đi, nhưng mà đến bây giờ mình bận mình không dẫn được thì bạn bè vẫn hỏi là chị ơi những cái góc này thì em đi vào thời điểm nào hoặc là thời tiết ở trên này như thế nào, thì mình cũng vẫn chia sẻ những cái đấy. Họ lên đây họ chụp được những tấm ảnh đẹp thì cũng là một trong những cái công đóng góp của mình cho du lịch của Sapa. Cùng với nhiếp ảnh gia Huy Thức, Mạnh Cường, Dương Toản, Minh Tâm, chi hội nhiếp ảnh Lào Cai còn có hơn 20 hội viên khác. Đối với các nghệ sĩ nhiếp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp không chỉ để thỏa đam mê, thể hiện tình yêu đối với nghệ thuật nhiếp ảnh, mà còn là tâm huyết đối với quê hương, quảng bá vẻ đẹp của đất và người Lào Cai đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Nhiếp ảnh nói chung, ảnh nghệ thuật nói riêng là lĩnh vực có lợi thế trong việc giới thiệu, quảng bá. Vì thế, nhiều năm qua, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã không ngừng cố gắng tạo ra những tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo, đặc sắc, giới thiệu đến công chúng. Lào Cai với núi non hùng vĩ, sông, suối, ruộng bậc thang, nhiều cảnh đẹp, là tỉnh có nhiều dân tộc anh em đoàn kết chung sống, có nền văn hóa độc đáo, giàu bản sắc dân tộc. Đó chính là nguồn cảm hứng, chất liệu quý giá giúp các nghệ sĩ nhiếp ảnh sáng tạo tác phẩm. Mỗi địa phương đều có vẻ đẹp riêng và bằng cảm nhận, sự tìm tòi, sáng tạo, các nhiếp ảnh gia đã cho ra đời những tác phẩm ảnh đong đầy cảm xúc. Ảnh ở Sapa thì đẹp muôn màu, bạn thấy rõ ràng là không thể nói được gì, chụp chỗ nào cũng đẹp, thấy cái gì cũng đẹp. Qua rất nhiều thế hệ, qua rất nhiều thời gian, rất nhiều
thì những hình ảnh đẹp ở Sapa ấy, thì coi là vẫn là cái mà người ta khai thác. Năm nào cũng ra những tác phẩm đẹp, năm nào cũng có những cái đẹp, những năm sau đẹp hơn những năm trước. Từ năm 2020 đến nay, các nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc Chi hội Nhiếp ảnh Lào Cai đã gửi trên 1.000 tác phẩm đi tham dự các cuộc thi liên hoan ảnh khu vực, trung ương và quốc tế, đã giành được nhiều giải thưởng và có thứ hạng cao, được chọn triển lãm nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Ngoài ra, tại các cuộc vận động sáng tác ảnh để quảng bá du lịch địa phương như Ảnh đẹp Bát Sát, Ảnh đẹp Bảo Yên, Ảnh đẹp báo Lào Cai cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Gần đây nhất, vào năm 2021, cuộc thi ảnh nghệ thuật Vẻ đẹp du lịch Bát Sát đã thu hút trên 1.000 tác phẩm dự thi của các nhiếp ảnh gia trong và ngoài tỉnh tham gia. Các tác phẩm này không chỉ là đứa con tinh thần, là niềm tự hào của người cầm máy, còn là cách thức quảng bá du lịch thuận tiện và hiệu quả nhất. Qua đây thì góp phần vào cái việc là tiếp tục nâng cao cái việc là quảng bá hình ảnh của huyện Bát Sát đối với bạn bè trong tỉnh, trong nước cũng như bạn bè quốc tế để thu hút được cái nguồn khách du lịch về với Bát Sát. Và qua đó thì cái việc có được các tác phẩm và các cái hình ảnh về Bát Sát cũng là cái để chúng tôi lưu truyền lại các cái giá trị về văn hóa, về giá trị đời sống, rồi các cái hoạt động của đồng bào nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bát Sát và trở thành cái tư liệu để chúng ta lưu giữ lâu dài. Những tác phẩm đó chúng tôi đã đăng tải trên tạp chí Phan Xipang của hội, đăng tải trên báo Lào Cai, những cơ quan truyền thông đại chúng của tỉnh, còn gửi đi các báo chí của cấp trung ương, các hội văn hóa nghệ thuật chuyên ngành trung ương, quảng bá hình ảnh về con người và vùng đất Lào Cai rộng rãi trong cả nước và thậm chí đi cả quốc tế. Bởi vì trong lĩnh vực nhiếp ảnh, chúng tôi cũng đã có hội viên nghệ sĩ nhiếp ảnh là đã đoạt giải thưởng quốc tế về nhiếp ảnh. Để có những tác phẩm chất lượng, thời gian qua, các hội viên chi hội nhiếp ảnh đã luôn bám sát đề tài để phản ánh hiện thực cuộc sống. Một số hội viên có sự đầu tư trang thiết bị và luôn chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm sáng tác ảnh nghệ thuật. Bên cạnh đó, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và chi hội còn tổ chức các chuyến đi thực tế tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh với các hình thức cá nhân, nhóm và tập thể. Mới đây nhất là tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật tại huyện Bảo Yên với sự tham gia của gần 10 hội viên chi hội nhiếp ảnh. Qua chuyến đi này, đã có nhiều tác phẩm tốt được hoàn thành và các tác giả tiếp tục xây dựng ý tưởng sáng tác trên cơ sở thực tế đã được tiếp cận. Đẹp không? Đấy, cái chỗ là đúng rồi đúng không? Tôi đến với Bảo Biên này thì nói chung là một cái mảnh đất còn rất là đẹp, thơ mộng và đầy tình người. Thế thì cũng đấy là những cái mấu chốt và những cái đề tài để cho tôi sáng tác. Và tôi sẽ hy vọng sẽ có những cái ghi được những cái khoảnh khắc đẹp của đất và người Bảo Yên. Thời gian tới, với mục tiêu tiếp tục quảng bá vẻ đẹp của vùng đất và con người Lào Cai, Chi hội Nhiếp ảnh phấn đấu phát triển hội viên, nâng cao chất lượng sáng tác, có nhiều tác phẩm tốt, có tư tưởng và nghệ thuật, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh, đồng thời tập trung đầu tư hỗ trợ các tác phẩm có giá trị nghệ thuật, giúp đỡ các tác giả có năng lực sáng tạo phát triển, trở thành hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Chương trình Văn học nghệ thuật hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.